bán tại Trung Quốc giá 2.400 đô la Mỹ từ 15 trên 11 Huawei Mate X sẽ được bán tại thị trường nội địa với mức giá không phải ai cũng dám sờ tay vào khởi điểm từ 2.400 đô la Mỹ Huawei Mate X được xem là một trong những smartphone đắt nhất tại Trung Quốc lạ lùng hơn máy được sản xuất trong nước và thiếu vắng kho ứng dụng và một số tính năng liên quan tới Google cụ thể Huawei Mate X được tích hợp chip Kirin 980 ram 8 gb bộ nhớ trong 512 gb kết nối 5g pin 4500 mà, màn hình gập 8 inch ở chế độ thông thường, hoặc 6,6 inch khi gập vào, không như Galaxy Fold, cạnh màn hình sẽ hướng ra ngoài khi gập máy, ngoài giá đắt, chi phí thay thế linh kiện Mate X cũng không hề rẻ, khoảng 380 đô la Mỹ cho thay màn hình, trong khi đó, Galaxy Fold có giá 1980 đô la Mỹ, đã bao gồm sửa chữa màn hình miễn phí trong năm đầu tiên, sau đó tính phí 150 đô la Mỹ, Huawei chưa công bố kế hoạch phát hành Mate X tại thị trường nước ngoài. Hồi tháng 3 năm 2019, hãng này cho biết sẽ sớm nâng cấp phiên bản chip lên Kirin 990.